Mời các bạn cùng nghe chuyện Tưởng Hành Quả Phụ Khi Còn Trẻ, chương 71. Lục Lệ Hành cũng đã quen với việc sáng nào thức dậy trong lòng cũng có thêm một người rồi. Nhưng tối qua cô đến phòng mình như thế nào? Lục Lệ Hành không quá ấn tượng, nhưng ngẫm lại hẳn là Kỷ Khinh Khinh tự tới. Tự tới? Tối qua nếu thỏa mãn tâm tư của Kỷ Khinh Khinh, gạo nấu thành cơm, sáng nay thức dậy có lẽ sẽ có một nụ hôn chào buổi sáng lưu luyến không rời. Nghĩ vậy, Lục Lệ Hành nhíu mày nhìn Kỷ Khinh Khinh cười cười. Không vội, tương lai còn dài. Bỏ tay chân Kỷ Khinh Khinh đang gác trên người mình xuống, không quấy rầy cô, xuống giường rửa mặt. Bày hết đồ ăn sáng mua bên ngoài lên bàn, Lục Lệ Hành mới đánh thức cô dậy. Kỷ Khinh Khinh mơ mơ màng màng nhìn Lục Lệ Hành, giây tiếp theo ý thức được mình đang nằm đâu, liếc nhìn điện thoại. Sao Lục Lệ Hành lại dậy sớm thế? Cô còn cố ý cài bó thức sớm để sáng nay về phòng mình. Hơn nửa đêm chạy lên giường Lục Lệ Hành, tối qua lại, thực sự có ý đồ xấu. Quên đi, Kỷ Khinh Khinh dúi đầu vào gối. Buồn ngủ quá. Lục Lệ Hành bất đắc dĩ. Bộ quần áo trong nước không thể mua được, hôm qua bị em giặt hỏng. Vừa may bên Harbor City có một cửa hàng còn một bộ, anh dặn dò họ để lại rồi. Mau dậy ăn sáng đi, anh dẫn em đến đó. Kỷ Khinh Khinh đứng thẳng dậy. Thật hả? Lục Lệ Hành lấy áo sơ mi của mình trong tủ quần áo đưa cho cô. Thật. Tinh thần Kỷ Khinh Khinh phấn chấn thay áo của Lục Lệ Hành, rửa mặt ăn sáng. Ba bốn nhân viên chương trình đi theo phía sau, xuất phát về hướng Harbor City. Bộ quần áo đó có ý nghĩa rất lớn với Kỷ Khinh Khinh, dù sao cũng là món đồ mua bằng số tiền đầu tiên cô kiếm được trong thế giới này. Một tiếng sau, hai người đã đến Harbor City, được nhân viên của cửa hàng thương hiệu mời đi lối VIP. Những mẫu mới được cho là đã bán sạch, được treo đánh hàng chỉnh tề trong phòng VIP. Camera nhắm thẳng vào hai người, livestream vẫn đang tiếp tục. Đây chính là VIP đấy, lần đầu tiên được thấy tận mắt. Đừng nói lần đầu tiên được thấy VIP tận mắt, ngay cả cửa hàng đó tôi cũng không dám vào. Một sợi tơ trên cái khăn cũng đi tòi 2 tháng tiền lương của tôi. Một chữ thôi, nghèo, sụt xịt. Còn ba nó, tháng trước tôi đến cửa hàng hỏi cái túi màu xanh trên giá kia, họ nói bán hết rồi mà, không phải còn có 2 cái sao? Tôi nhịn ăn nhịn dài hơn nửa năm mới mua được một cái túi ở đây, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nhức nhối. Nếu không phải điều kiện không cho phép, thậm chí tôi còn muốn thờ cúng cái túi đó ấy chứ. Nhớ lại trước kia có một bài đăng nói trong vòng nửa tiếng Lục Lệ Hành đã mua hết 500.000 tiền quần áo cho Kỷ Khinh Khinh. Tổng giám đốc Lục xông lên, hôm nay nhất định phải lập ra kỷ lục mới. Hai người Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành đi vào phòng VIP. Thật đúng lúc, cô Thiếu Ngô cũng đang ngồi trên salon trong phòng đó, buồn chán xem tạp chí. Nhìn thấy Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành đi vào, ngây người một lúc rồi vội vàng đứng lên. Anh Hành, sao hai người lại tới đây? Lục Lệ Hành lời ít ý nhiều, không thèm bố thí dù chỉ là cái liếc mắt cho cô Thiếu Ngô. Mua quần áo. Kỷ Khinh Khinh biết nhà họ cô và nhà họ Lục có chút quan hệ, tầng lớp trẻ chơi chung từ nhỏ, có chút tình nghĩa như vậy nên lười tính toán với cô Thiếu Ngô, theo nhân viên cửa hàng đi chọn quần áo. Lục Lệ Hành ngồi xuống bên cạnh cô Thiếu Ngô, liếc nhìn chuyên viên quay phim, ý bảo anh ta đưa camera sang chỗ khác, tắt mic để anh nói chuyện với cô Thiếu Ngô. Vì Thẩm Vy Vy nên tham gia chương trình này hả? Cô Thiếu Ngô ấp ứng hai tiếng. Vâng. Vậy cậu có biết cô ta là bạn gái của Lục Lệ Đình không? Cô Thiếu Ngô hiểu được ý trong câu nói của Lục Lệ Hành, lúc này thành mình cho Thẩm Vy Vy. Anh Hành, là tự em kiên trì muốn tham gia chương trình này. Trước đấy Vy Vy đã nói rõ với em rồi, không thể trách cô ấy. Sau khi chương trình kết thúc em sẽ giải thích với Lệ Đình. Giải thích? Nghĩa là biết rồi? Biết rồi. Biết rồi mà vẫn còn cùng cô ta tham gia chương trình này. Em đến công ty hỏi rồi, người đại diện mạnh tâm của cô ấy bị đuổi việc. Bây giờ cô ấy không có việc làm. Em thấy bây giờ Vy Vy được chú ý quá ít. Em và cô ấy lên chương trình này giả vờ làm người yêu còn tốt hơn chuyện cô ấy bị miễn cưỡng ghép đôi cùng người đàn ông khác. Huống hồ, chúng em không hề làm gì cả, vẫn luôn duy trì khoảng cách. Nếu quả thật Lệ Đình yêu Vy Vy, hẳn sẽ ủng hộ cô ấy. Lục Lệ Hành lạnh lùng nói. Đây là chuyện của cậu và Lục Lệ Đình, tôi không xen vào cũng không muốn quản. Nhưng tôi nhắc nhở cậu, cậu có thích đi chăng nữa cũng đừng vướng víu với một cô gái đã có bạn trai. Nhắc đến bạn trai Thẩm Vy Vy, cô Thiếu Ngô liền bực mình. Anh ta chính là một hòa hoa công tử, chìm đắm trong quán bar hộp đêm, có loại phụ nữ nào mà anh ta chưa từng gặp. Nhưng khi gặp được Thẩm Vy Vy mới phát hiện ra bản thân gặp được tình yêu đích thực. Vì Thẩm Vy Vy, anh ta đã không đến hộp đêm, rượu cũng không uống, từ một phú nhị đại phá gia chi tử trở thành một người chuyên tâm kế thừa sự nghiệp gia tộc, dốc lòng đến cỡ nào chứ. Ngay cả ông nội anh ta cũng khen trong thời gian này anh ta đã tiến bộ. Đây là công lao của Thẩm Vy Vy. Có câu nói,
sau lưng mỗi người đàn ông thành công đều có một người phụ nữ ưu tú. Đã rất nhiều lần cô thiếu ngu nghĩ nếu Thẩm Vy Vy có thể ở bên anh ta, nói không chừng anh ta đã có một sự nghiệp lẫy lừng rồi. Nhưng Thẩm Vy Vy có bạn trai, lại còn là Lục Lệ Đình. Người khác thì có thể dùng tiền để giải quyết, nhưng Lục Lệ Đình không thiếu tiền. Ngoài sáng không được, anh ta cũng chỉ có thể mở một con đường khác. Gần đây, anh ta nghe ngóng được công việc của Thẩm Vy Vy đang vào thời kỳ quyết định, hiển nhiên cần tài nguyên. Lục Lệ Đình có tài nguyên lớn mạnh của nhà họ Lục sau lưng, nhưng Vy Vy lại không chiếm được gì tốt. Đúng lúc cho anh ta cơ hội lợi dụng, mượn chương trình này ở riêng một chỗ với Vy Vy để bồi dưỡng cảm tình. Còn Lục Lệ Đình, không phải theo đuổi phụ nữ thì phải dựa vào bản lĩnh của bản thân sao? Chỉ cần chưa kết hôn thì anh ta vẫn còn cơ hội, dù có kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn mà. Mặc dù vậy, nhưng ở trước mặt Lục Lệ Hành, cô thiếu ngu vẫn khiêm tốn thành thật chút, ngoan ngoãn đáp lời. Em biết rồi. Nghe ông cô nói, cậu vào công ty. Ông nội luôn nói em không chịu tiến bộ, em chỉ muốn ông thấy cháu trai ông cũng có khả năng làm nên sự nghiệp. Vì Vy ưu tú như vậy, làm sao em có thể tiếp tục trầm mê trong quán bar hộp đề mãi được. Em sẽ cố gắng. Lục Lệ Hành nhìn anh ta một cái nhưng không nói gì về vấn đề này. Lục Lệ Hành nói chuyện mấy câu rồi không nói nữa. Tình cảm khi còn bé đã qua nhiều năm phai nhạt không ít. Những gì nên nói anh đã nói, nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở. Sau này cô thiếu ngu có khăng khăng một mực cũng không liên quan gì đến anh nữa rồi. Bên kia Kỳ Khinh Khinh đi cùng nhân viên cửa hàng, xem thử bộ váy dài màu trắng xanh ướm trước người ra dấu hỏi Lục Lệ Hành. Cái này đẹp không? Lục Lệ Hành nhìn thoáng qua rồi đứng dậy. Cái váy này đẹp thì có đẹp, nhưng phần vai hơi phẳng, đường cắt phần eo cũng khá cứng. Kỳ Khinh Khinh mặc vào, những ưu điểm như vòng eo thon nhỏ và phần cổ gầy nhỏ bị che đi hết. Mấy bộ quần áo Kỳ Khinh Khinh chọn trước kia vẫn rõ mồn một trước mắt anh, để bàn tay đang trộn rộn của Kỳ Khinh Khinh xuống. Để anh chọn giúp em. Kỳ Khinh Khinh biết ánh mắt Lục Lệ Hành độc đáo, nhưng ánh mắt cô cũng không kém cỏi đến mức ấy đâu nhỉ. Em thấy cái váy này rất đẹp, không đẹp hả? Không hợp với em lắm. Lục Lệ Hành vừa nói vừa chọn liên tiếp mấy bộ đồ cho cô. Đi thử xem. Kỳ Khinh Khinh ghét bỏ nhìn mấy bộ đồ Lục Lệ Hành chọn. Nói thế nào cũng có 7-8 món, thử từng món một mới chết mất. Lấy 2 chiếc. 2 cái này thôi, mấy cái còn lại trả lại đi. Nhân viên cửa hàng hiểu ý nói. Vâng. Lúc Kỳ Khinh Khinh vào phòng thử đồ, nhân viên cửa hàng đưa máy tính bảng giới thiệu những sản phẩm mới nhất với Lục Lệ Hành. Anh Lục, những bộ này đều là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Nếu anh thích, chúng tôi có thể lấy cho anh xem. Còn nữa, đây là bộ quần áo hôm qua anh gọi tới hỏi, tôi đã gói cẩn thận lại cho anh rồi. Lục Lệ Hành gật đầu, gạt gạt 2 cái trên máy tính bảng. Cảm ơn. Không cần khách sáo, là việc chúng tôi nên làm. Phòng thử đồ truyền ra một tiếng thét chói tai rất ngắn. Cô thiếu ngu sửng sốt, chưa đứng dậy, đi tới trước phòng thử đồ khẩn trương hỏi. Sao vậy? Không sao, không sao, bị vòng cổ dắt vào tóc thôi. Còn kèm theo tiếng kêu đau, sau đó cửa phòng thử đồ mở ra. Một tay Thẩm Vy Vy giữ tóc, một tay kéo gỡ tóc bị móc vào vòng cổ, nhíu chặt mày. Thiếu ngu, anh giúp em lấy vòng cổ ra với. Quay người lại, khóa từ cổ đến thắt lưng ở phía sau cái váy cô ta mặc thử chưa kéo hết. Hiển nhiên là sau khi thay xong váy quên không kéo lên. Tấm lưng trắng nõn mảnh mai, cái hông một tay ôm trọn đều xuất hiện ở góc ống kính. Đây là lần cô thiếu ngu đứng gần Thẩm Vy Vy nhất. Trên người Thẩm Vy Vy có mùi hương như có như không truyền đến, khiến yết hầu anh ta cuộn mạnh. Tấm lưng bị lộ hết càng làm cho người ta suy nghĩ miên man. Nhân viên cửa hàng ở cạnh vội vàng tiến lên che camera lại. Cô Thẩm, khóa váy của cô. Thẩm Vy Vy kinh ngạc, bây giờ mới kịp phản ứng, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, cực nhanh đóng cửa phòng thử đồ lại. Nhân viên cửa hàng nở nụ cười lúng túng. Kỳ Khinh Khinh đi từ phòng thử đồ ra, làm như không thấy cô thiếu ngu đứng trước mặt Lục Lệ Hành. Tạm được. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại không thể khâm phục ánh mắt của Lục Lệ Hành. Eo cô nhỏ, xương quai xanh thẳng đẹp, đầu vai mềm mại đều là ưu điểm của cô. Lục Lệ Hành chọn giúp cô, ít hay nhiều đều phô được hết tất cả ưu điểm của cô ra. Lục Lệ Hành nhìn thoáng qua, híp mắt, ẩn giấu ý cười, gật đầu. Em đi thử cái còn lại. Quay người lại, Thẩm Vy Vy cũng đi từ phòng thử đồ ra, lúc thấy Kỳ Khinh Khinh ngẩn ra chốc lát. Khinh Khinh, cô cũng ở đây à? Kỳ Khinh Khinh ngoài cười nhưng trong không cười. Thật là trùng hợp. Cô thiếu ngu tiến lên, sợ Kỳ Khinh Khinh làm gì Thẩm Vy Vy, đứng chắn giữa hai người, ngăn ánh mắt cô lại, kéo Thẩm Vy Vy sang một bên. Tóc không sao chứ? Mặt Thẩm Vy Vy đỏ bừng, cúi đầu che giấu sự xấu hổ.
Không sao, vừa rồi do em không để ý, bị quay lại mất rồi. Cô thiếu ngu thấy thế nở nụ cười, thấp giọng nói. Không sao, anh biết em không cố ý. Livestream, góc quay sẽ không thấy đâu. Còn nếu chương trình cắt nối biên tập, anh sẽ bảo đạo diễn Vương cắt bỏ là được. Lúc này Thẩm Vi Vi mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Cảm ơn anh nhé, thiếu ngu. Không sao, em ưng mấy cái, chúng ta đi tính tiền thôi. Lục Lệ Hành ở đây, anh ta không thoải mái được. Kỳ Khinh Khinh ở đây, anh ta lo Vi Vi chịu thiệt, không thể chiều nổi thì nên tránh. Thẩm Vi Vi gật đầu và phòng thử đồ thay lại quần áo. Sau khi ra ngoài nói với nhân viên, gói váy và cả đôi giày lại giúp tôi, cảm ơn. Nói xong cô thiếu ngu lấy thẻ tín dụng ra. Anh làm gì vậy? Thẩm Vi Vi ngăn không cho nhân viên nhận thẻ tín dụng. Em tự trả được, không cần anh trả giúp. Bây giờ em là bạn gái anh, bạn trai mua đồ cho bạn gái không phải chuyện đương nhiên sao? Anh ta cứng rắn giao thẻ cho nhân viên cửa hàng. Quẹt thẻ của tôi. Thẩm Vi Vi còn muốn nói gì đó nhưng bị cô thiếu ngu thấp giọng khuyên nhủ. Có qua có lại, đợi khi nào em tặng quà cho anh là được mà. Được rồi. Rất nhanh nhân viên cửa hàng đã gói xong quần áo. Anh Hành, chúng em đi trước. Lục Lệ Hành không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng. Thẩm Vi Vi kéo cánh tay anh ta, hai người cười cười nói nói đang chuẩn bị rời đi. Trước mặt lại có một người đi tới, là Lục Lệ Đình. Ba người đối mặt đều ngẩn ra tại chỗ. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Sao Lục Lệ Đình lại tới đây? Kỳ Khinh Khinh vừa thấy tình hình này, quần áo cũng không thử, vô cùng hăng hái ngồi xuống cạnh Lục Lệ Hành, tay chỉ kém cầm hạt dưa cắn. Trường hợp này đoán chừng chút nữa sẽ đánh nhau đấy. Sắc mặt Lục Lệ Hành nặng nề. Một người đàn ông luôn miệng nói cải tà quy chính, tập trung vào sự nghiệp, lại suốt ngày theo sau lưng phụ nữ, có thể có tiền đồ gì? Vẻ mặt Kỳ Khinh Khinh tán hành, ghét bỏ nhìn cô thiếu ngu và Lục Lệ Đình, gật đầu ăn khớp nói. Đúng vậy, không có tiền đồ. May là chồng cô không giống cô thiếu ngu và Lục Lệ Đình, nếu không kiếp này cô biết phải làm sao. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 72. Lệ Đình, sao anh lại tới đây? Ba người bối rối. Cuối cùng vẫn là Thẩm Vi Vi lên tiếng phá vỡ bầu không khí bế tắc trước. Bàn tay đang thân mật kéo tay cô thiếu ngu chợt buông ra, không biết làm thế nào nhìn Lục Lệ Đình, đáy mắt cất giấu chút bất an và lo lắng không yên. Anh đừng hiểu lầm, chúng em chỉ đang ghi hình cho chương trình thôi. Chuyện Thẩm Vi Vi có bạn gái từ ngày đầu tiên chương trình đã nghe phong phanh, nhưng trong giới giải trí, ngôi sao nào cũng cất giấu rất kỹ chuyện có bạn trai bạn gái, có tin tức vu vơ sẽ lập tức phủ nhận. Nhưng bây giờ nghe Thẩm Vi Vi nói vậy, thợ quay phim đã hiểu được cơ bản tình hình trước mắt rồi. Người trước mắt này nói không chừng mới thật sự là bạn trai cô ta, nếu không đã không nói như vậy. Bạn trai giả trong chương trình giải trí và bạn trai thật đụng nhau, đây chính là tin tức lớn. Thợ quay phim lên hết tinh thần, đang chuẩn bị nhắm ống kính quay vào ba người. Một nhân viên trong đoàn lại gần nói nhỏ hai câu vào tai thợ quay phim. Thợ quay phim nghe xong vô thức nhìn Lục Lệ Hành, ngại ngùng tắt máy quay đi. Lục Lệ Đình xuất hiện ở đây, cho dù nói thế nào thì Lục Lệ Đình cũng là người nhà họ Lục. Người trong nhà không có chí tiến thủ có thể đóng cửa trách mắng, nhưng tranh giành phụ nữ trước công chúng, việc này truyền ra ngoài sẽ bị chê cười, phá hủy danh tiếng của nhà họ Lục. Nhân viên ekip và nhân viên cửa hàng vây xung quanh ăn ý rời khỏi phòng VIP. Trong khoảnh khắc đó, phòng VIP chỉ còn lại 5 người. Lục Lệ Đình vẫn còn chút lý trí, thấy thợ quay phim còn ở phía sau, cố đè nén lửa giận xuống đáy lòng. Chúng ta nói chuyện riêng đi. Cô thiếu ngu lại chặn ngang hai người, lời nói và cử chỉ với Thẩm Vi Vi cực kỳ bất mãn. Vi Vi, bây giờ chúng ta vẫn đang ghi hình, có thợ quay phim ở đây, sau khi chương trình kết thúc rồi nói chuyện sau được không? Thẩm Vi Vi nhỏ giọng cầu xin. Thiếu ngu, anh đừng như vậy. Anh làm sao? Vi Vi, chúng ta đang ghi hình cho chương trình, livestream đấy, còn anh nữa, Lục Lệ Đình. Anh ta đưa mắt nhìn Lục Lệ Đình. Tôi biết Vi Vi có quan hệ với anh, nhưng đang ghi hình cho chương trình. Tôi tin trước khi ghi hình Vi Vi đã nói việc này với anh rồi. Nếu anh không đồng ý, tôi nghĩ Vi Vi cũng sẽ không đồng ý tham gia chương trình này. Anh đã đồng ý rồi, là một thằng đàn ông phải rộng lượng chút, nên ủng hộ sự nghiệp của bạn gái đúng không? Nhưng tôi không hề biết người tham gia cùng Vi Vi là anh. Anh ta nhìn cô thiếu ngu, đáy mắt đè nén lửa giận. Cô thiếu ngu, anh biết quan hệ của tôi và Vi Vi, nhưng vẫn nhiều lần có liên quan đến Vi Vi. Trong lòng anh đang nghĩ gì tôi không biết chắc. Còn em nữa Vi Vi, em thật sự không biết cô thiếu ngu có tâm tư gì với em sao? Em... Vẻ mặt Thẩm Vi Vi xoắn xuýt. Lệ Đình, chuyện này em xin lỗi. Lúc trước em có muốn nói với anh,
nhưng em không biết phải nói thế nào với anh. Được rồi Vivi, em không cần giải thích. Cô thiếu ngu giấu thầm Vivi ra sau. Lục Lệ Đình, tôi nói thẳng, nếu anh không thể cho Vivi tương lai mà cô ấy mong muốn thì đừng làm chậm trễ cô ấy nữa. Cô ấy là một ngôi sao không có ô dù. Cô ấy thích đóng phim, thích đứng trên sân khấu. Đó là nơi kiếp này cô ấy mơ ước. Mà anh thì sao? Trong nhà mở công ty điện ảnh và truyền hình, có tài nguyên khổng lồ có thể đẩy cô ấy. Nhưng hết lần này tới lần khác anh không cho cô ấy cơ hội nào. Anh còn muốn mài mòn cô ấy tới khi nào nữa? Cô thiếu ngu, anh câm miệng. Lục Lệ Đình, anh đừng có gào thét trước mặt tôi. Anh đã không cho Vivi những gì cô ấy muốn thì để tôi cho. Anh có thể nhìn Vivi chịu tổn thân, nhưng tôi không thể. Thẩm Vivi đứng sau cô thiếu ngu, vẻ mặt yêu sầu và vô cùng lo lắng. Đáy lòng lại âm thầm suy tính khốn cảnh trước mặt. Từ lần trước sau khi từ thành phố điện ảnh về, cho đến hôm nay công ty vẫn vô tình hoặc cố ý quên cô ta. Tài nguyên của người đại diện mới có hạn, hoàn toàn không thể để ý cô ta. Hơn một tháng rồi cô ta không có bất cứ thông báo và tài nguyên nào. Cô ta vừa xào nhiệt độ đã lại lạnh xuống. Nếu tiếp tục không có tài nguyên nữa, không bao lâu chỉ sợ giới giải trí sẽ không còn chỗ đứng của cô ta. Cô ta tưởng những lời lúc trước Lục Lệ Đình nói chỉ là nói cho có thôi. Thấy cô ta rơi vào cảnh khốn cùng cũng không thể trơ mắt thấy chết không cứu. Nhưng cô ta không ngờ Lục Lệ Đình thật sự nhẫn tâm như vậy. Ngoài việc ngoài miệng an ủi mấy câu, không hề cho cô ta chút xíu tài nguyên nào. Thẩm Vy Vy đã ám chỉ nhiều lần nhưng rồi cũng từ bỏ, không nhờ vả được Lục Lệ Đình. Suy nghĩ hồi lâu mới đi tìm cô thiếu ngu. Cô ta biết cô thiếu ngu có tình cảm với mình. Trước mặt người mình thích, từ trước đến nay đàn ông đều sẽ dùng hết khả năng để không khiến mình thất vọng. Quả nhiên, cô thiếu ngu không phụ lòng, qua loa lấy lệ với cô ta như Lục Lệ Đình. Thật sự cho cô ta một cơ hội ngàn năm có một, mặc dù phải sắm vai người yêu mới có được cơ hội này. Lục Lệ Đình hiển nhiên không muốn dây dưa với cô thiếu ngu. Vivi, đi, chúng ta nói chuyện. Cô thiếu ngu bực bội cắt lời anh ta. Nói chuyện gì? Chúng tôi đang ghi hình, không có thời gian. Lục Lệ Đình hỏi thẳng nhìn Thẩm Vy Vy. Em không nói chuyện với anh. Mặt Thẩm Vy Vy lộ vẻ lúng túng. Lệ Đình, em sẽ giải thích chuyện này với anh sau được không? Anh tin em. Lục Lệ Đình gật đầu. Vậy được, anh chỉ hỏi em một câu. Em vì tham gia chương trình này, dù đối tượng yêu giả của em là cô thiếu ngu cũng không sao phải không? Dù người bạn trai của em là anh cực kỳ bất mãn với điều này cũng không sao phải không? Lệ Đình, không phải như thế. Được, em đã nói không phải như thế. Vậy bây giờ em rời khỏi chương trình này, hoặc nói với đạo diễn đổi người hợp tác. Lệ Đình, anh không thể thông cảm một chút cho em được sao? Chương trình này rất quan trọng với em. Em không thể không có chương trình này. Không có chương trình này, em sẽ có chương trình khác. Vì sao nhất định phải chấp nhất chương trình này? Em biết rõ cô thiếu ngu thích em. Anh ta có tâm tư gì với em? Em và anh ta ở chung cùng một phòng 5 ngày, hai người liên tục thân mật. Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Lúc Lục Lệ Đình đi vào chứng kiến cảnh hai người tay trong tay, dáng vẻ thân mật, cả người như bốc cháy. Bây giờ không thể nhịn được nữa mới bộc phát, đi hai bước tới gần Thẩm Vy Vy, lại bị cô thiếu ngu ngăn lại. Trong lúc nóng nảy, hai người bắt đầu động tay. Hai người đừng đánh nhau mà. Thẩm Vy Vy ở bên cạnh lo lắng hét to. Hai người túm áo đối phương, nắm đấm siết chặt. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, thật sự là chỉ cần đụng đến là bùng nổ ngay. Kỳ Khinh Khinh ngồi trên ghế salon xem cho vui nhìn thấy cảnh này, nói khẽ với Lục Lệ Hành. Lát nữa mà đánh nhau thì phải làm sao? Lục Lệ Hành nhớ mày. Nếu họ thật sự có bản lĩnh đánh nhau, vậy tốt nhất đánh tới mức nhập viện mới thôi. Lục Lệ Đình, anh buông tay. Thẩm Vy Vy nóng nảy, cầm tay Lục Lệ Đình hấp tấp nói. Em biết là em có lỗi với anh, nhưng nếu anh bằng lòng giúp em đã không cùng đường phải chấp nhận sự giúp đỡ của cô thiếu ngu. Tay Lục Lệ Đình dần dần buông ra, mày nhíu càng chặt. Vy Vy, em nói cái gì? Em đang trách anh. Đúng, Thẩm Vy Vy nói. Em đang trách anh. Anh biết rõ em ở giới giải trí rất cực khổ, tất cả tài nguyên phải dựa vào chính mình cạnh tranh chém giết. Còn anh thì sao? Rõ ràng anh là người của nhà họ Lục, trong tay có nhiều tài nguyên như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu giúp em. Đây chính là tình yêu mà anh nói sao? Anh có coi em là bạn gái anh không? Lục Lệ Đình dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Thẩm Vy Vy, giống như từ trước tới nay anh ta không hề quen người này. Lúc trước em đã nói với anh, em không quan tâm anh là ai, cũng không quan tâm anh có tiền hay không. Em yêu con người anh, chúng mình không cần dựa vào gia đình, dựa vào bản thân liều mạng cùng tiến lên. Em quên rồi sao? Em chưa. Thẩm Vy Vy lạnh lùng nhìn anh ta. Nhưng Lệ Đình, em là bạn gái anh rõ ràng có năng lực giúp em tốt hơn.
Nhưng sao lại nhẫn tâm nhìn em chịu khổ? Vivi, em... Lục Lệ Đình mắc kẹt trong cổ. Nếu anh thật sự yêu em thì sẽ không trơ mắt nhìn em chịu thiệt mà không quan tâm. Lục Lệ Đình, anh không yêu em như em tưởng tượng. Thẩm Vy Vy hít sâu. Nếu hôm nay đã nói đến mức này, vậy không bằng nói luôn cho rõ ràng. Lục Lệ Đình, chúng ta chia tay đi. Lục Lệ Đình giật mình cứng người tại chỗ, không làm thế nào nhìn Thẩm Vy Vy. Chia tay? Bởi vì anh không cho em được thứ em muốn nên em muốn chia tay. Trước kia em không thế. Thẩm Vy Vy quay đầu đi không nói gì. Cô thiếu ngu hừ lạnh một tiếng, đẩy Lục Lệ Đình ra, nắm tay Thẩm Vy Vy. Lục Lệ Đình, lời của Vy Vy đã rất rõ ràng. Nếu anh còn là một người đàn ông, đừng quấy rầy Vy Vy nữa. Kỳ Khỉnh Khỉnh tựa vào người Lục Lệ Hành, chán muốn chết ngáp một cái, nước mắt tràn ra. Chồng ơi, trong đầu em trai anh chứa gì mà sao không giống anh gì cả. Mày Lục Lệ Hành cau chặt, không nói gì, cài lại cúc áo vest đứng dậy, trầm giọng nói. Làm ở Mỹ đủ chưa? Ánh mắt sắc bén quét qua ba người, giọng nói của Lục Lệ Hành trầm thấp mạnh mẽ. Trước mặt nhiều người, không ngại mất mặt à? Mấy người lặng lẽ giữ yên lặng. Cố Thẩm, chuyện này không thể trách Lệ Đình. Nó đã từng nói với tôi, cô không để bụng cái khác ở cạnh nó, chỉ quan tâm con người nó. Cô bằng lòng xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng với nó. Nhưng rất xin lỗi, tôi không tin một người xa lạ, cho nên tôi đã nói với nó rằng về sau không được phép dùng danh nghĩa nhà họ Lục tìm tài nguyên cho cô. Không phải nó không cho cô, mà là nó thật sự không có năng lực đó. Sắc mặt Thẩm Vy Vy tái nhợt. Tôi biết tổng giám đốc Lục không thích tôi nên ở công ty không chiếm được tài nguyên. Tôi nhận, nhưng... Cố Thẩm, cô nói sai rồi. Bản chất tôi là một thương nhân, đối với tất cả tài nguyên có lợi sẽ không bỏ qua, sẽ không dễ dàng chôn vùi một nhân tài dốc sức vì tôi. Hơn nữa cô Thẩm cũng không đáng để tôi phải mất thời gian như vậy. Nếu cô thật sự có tiềm chất hot, công ty sẽ không vùi dập cô. Lục Lệ Hành nặng nề nhìn Thẩm Vy Vy. Bây giờ xem ra, suy nghĩ ban đầu của tôi quả không sai. Anh Hành, không thể trách Vy Vy nếu không phải công ty vùi dập bất cứ nhân tài nào. Nếu không phải công ty vùi dập bất cứ nhân tài nào, nếu không phải có người phá rối thì sao hơn một tháng rồi Vy Vy không có bất cứ sắp xếp nào. Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn Kỳ Khinh Khinh, ý trong ánh mắt rất rõ ràng. Kỳ Khinh Khinh đang yên lành xem cô vui, nào biết đâu bản thân vô tội bị cuốn vào. Anh nhìn tôi làm gì? Đâu liên quan gì tới tôi? Đừng giả vờ, nhất định là ở công ty cô nhắm vào Vy Vy, y vào anh Hành chèn ép cô ấy. Nếu không phải cùng đường, sao Vy Vy lại đón nhận ý tốt của tôi? Nói xong, anh ta lại đưa mắt nhìn phía Lục Lệ Hành. Anh Hành, anh không thể chấp nhận Vy Vy, nhưng Kỳ Khinh Khinh cô ta cũng dựa vào tài nguyên của anh mới tham gia chương trình. Một mình anh không thích Vy Vy. Với lại, vì sao Kỳ Khinh Khinh có thể dựa vào anh, dùng tài nguyên của anh tham gia chương trình, còn Vy Vy lại không thể dựa vào Lục Lệ Đình? Anh đang thiên vị. Kỳ Khinh Khinh thấp giọng hỏi Lục Lệ Hành. Chương trình này là anh sắp xếp giúp em. Lục Lệ Hành nói. Không phải. Nghe thấy chưa? Kỳ Khinh Khinh vô cùng phấn khích nhìn cô thiếu ngu. Không phải chồng tôi sắp xếp, là đạo diễn chọn tôi, đừng ngậm máu phun người. Cô thiếu ngu cười nhạt. Chẳng qua cô chỉ may mắn hơn Vy Vy thôi. Cô có bản lĩnh thì học theo Vy Vy, dựa vào chính mình đi, đừng dựa người khác. Kỳ Khinh Khinh dùng ánh mắt anh điên rồi nhìn cô thiếu ngu. Tôi cũng không phải là tiên nữ xinh đẹp hạ phàm không nhiễm khói bụi trần gian. Coi tiền như rác, tôi cùng lắm chỉ là một mỹ nữ bình thường. Chồng sắp cưới có tiền, có tài nguyên, có vẻ ngoài đẹp trai. Tôi không dựa vào có mà điên. Cô quả thật, không biết thẹn. Sau mặt Lục Lệ Hành âm trầm. Cô thiếu ngu. Kỳ Khinh Khinh hừ lạnh. Cô Thẩm, cô nghe thấy chứ? Cô thiếu ngu đang nói cô không biết thẹn đấy. Cô thiếu ngu hổn hển. Tôi nói cô. Vừa rồi không phải cô Thẩm oán trách Lục Lệ Đình không giúp cô ta sao? Nếu tôi nói dựa vào người khác không đáng xấu hổ. Tục ngữ có câu bùn nhão không chắt được tường. Nếu cô thật sự là đống bùn nhão thì có dựa vào ai cũng vô dụng. Nhưng không thể làm đĩ còn muốn lập đền thờ chính tiết. Ngoài miệng nói không muốn dựa vào người khác để leo lên, nhưng trong lòng lại muốn chiếm lợi ích từ người khác. Thẩm Vy Vy cúi đầu đứng một bên, nắm đấm siết chặt, đôi mắt ẩm ướt. Còn nữa cô thiếu ngu, anh có tư cách gì nói tôi không biết hẹn? Trước đây lúc ở bên anh còn nhận một cái thắt lưng 7-8 nghìn tôi tặng. Cái thắt lưng 8 nghìn đấy. Vẻ mặt Kỳ Khinh Khinh vô cùng đau đớn. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy nhức nhối. Tôi thật sự có mắt nhiều mù, vậy mà tiêu những 70-80 nghìn cho anh. Cô dừng một chút. Còn nữa, bao giờ tôi dùng tiền của anh, dùng tài nguyên của anh thì hãng đứng đây chỉ trỏ tôi. Tôi dùng tiền của chồng tôi mắc mớ gì tới anh? Không giống anh cho Thẩm Vy Vy tài nguyên,
là muốn được lợi. Cô thiếu ngu tức giận đến run tay. Cháu vui này không vui gì hết. Kỷ Khinh Khinh vô cùng thân thiết khoác cánh tay Lục Lệ Hành. Chồng ơi, em lười thử đồ vừa nãy anh chọn cho em quá. Anh mua luôn cho em nhé. Lục Lệ Hành lấy ví tiền đưa cho cô. Cảm ơn chồng. Giá trị sinh mạng cộng 4, giá trị sinh mạng hiện tại là 14 tiếng.